xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Trở lại với thông tin tiếp theo ngày hôm nay tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2023. Thái Võ xin được cập nhật một số các thông tin quan trọng liên quan để cho cô bác anh chị mình chúng ta có thể cùng nắm bắt và theo dõi. Và thưa quý vị, thì theo như Thái Võ đã có nhiều lần nhắc nhở và đề cập đến cái chuyện là khi cô bác anh chị mình ở nước ngoài về Việt Nam, mình bước ra khỏi cái sảnh đến, chưa cần nói là mình bước ra ở phía bên ngoài này, chỉ vừa nhập cảnh thôi, mình xuống cái khu vực để mà mình lấy hành lý, thì bà con mình lúc đó thì cũng cảm nhận được cái không khí nó nóng bức của Sài Gòn nó như thế nào rồi, có phải không ạ? Ngày hôm nay thì không phải là tự nhiên mà Thái Võ đề cập đến cái chuyện thời tiết ở Sài Gòn, mà là có cái chuyện liên quan, cho nên là Thái Võ muốn đưa cái thông tin này cho cô bác anh chị mình được nắm bắt. Vâng, thưa quý vị, mới đây nhất thì vào buổi tối ngày hôm qua là ngày 11 tháng 2, cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã ghi nhận một trường hợp của cụ bà người Việt Nam. Và bà cụ này thì cũng đã 93 tuổi rồi nha quý vị nha. Theo đó thì cái thông tin được cho biết, cụ bà này thì bay từ Mỹ vừa trở về Việt Nam và đáp cái chuyến bay tại Tân Sơn Nhất. Và khi mà đi vào cái khu vực nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất thì bà đã bị sốc nhiệt kèm theo nói nhảm, chạy lòng vòng trong sân bay và cả là chạy lòng vòng trong bệnh viện, khiến cho lực lượng bảo vệ thì ngay sau đó thì phải giữ chặt bà để mà tiêm thuốc cấp cứu. Đó, quý vị thấy cái thông tin này không ạ? Phải nói là với cái thời tiết và cái nhiệt độ nóng bức của Sài Gòn thì bất cứ ai khi mà một lần đầu đặt chân đến cái vùng đất này thì cũng phải lắc đầu và ngán ngẩm. Dù biết là mình đi du lịch ở cái xứ nhiệt đới thì nó phải như vậy, mình phải chấp nhận và mình cũng đã có biết trước đó là như vậy thì mình mới dám đi. Tuy nhiên thì nói cho thực tế là chính là cả những người dân bản địa ở quê nhà Việt Nam, đôi khi là mình cũng không có chịu nổi được cái nắng gắt cháy da đầu buổi trưa tại Sài Gòn, huống chi là khách nước ngoài nè, những người mà dù là họ biết đi Việt Nam, dù là nó nóng nực như vậy đó, có thể là họ bỏ tiền ra để mà họ đi trải nghiệm thôi, hoặc là họ tránh cái lạnh ở nước ngoài, hoặc là như cái trường hợp của cụ bà đây, có lẽ là bất đắc dĩ hay sao á. Cho nên là dù là 93 tuổi rồi nha quý vị nha, thì cụ vẫn về Việt Nam, không biết là vì cái lý do gì. Tuy nhiên thì để mà nói một cụ bà 93 tuổi về đến Tân Sơn Nhất mà bị sốc nhiệt thì phải khẳng định và suy luận ra là cụ bà này đã định cư ở nước ngoài thì cũng đã lâu, mà phải là những nước mà có cái khí hậu mát mẻ nè, hoặc là những nước nào mà có cái khí hậu lạnh thì cụ bà người ta đã quen rồi, bây giờ về đây nóng quá cho nên là cảm thấy không quen với cái thời tiết nên là bị sốc nhiệt. Thật ra thì cái trường hợp này thì cũng đã ghi nhận khá là nhiều trước đó thưa quý vị. Tuy nhiên thì chúng ta cũng tìm hiểu cái thông tin này coi nó như thế nào, rồi sau đó thì mình có thể cùng nhận định tiếp nha quý vị nha. Theo đó thì thưa quý vị, thì vào buổi chiều tối ngày 11 tháng 2, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức là trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Sài Gòn cho hay, bệnh viện này đã vừa cấp cứu một trường hợp hy hữu bị sốc nhiệt chạy lòng vòng trong sân bay khi từ Mỹ trở về Việt Nam. Bệnh nhân là bà cụ Lê Thị TH, tức là chữ T, chữ H là chữ thờ đó quý vị. Không biết là tên Thu hay là tên Thoa hay là tên Thư hay gì đó, người ta giấu tên. Cụ bà 93 tuổi đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao và kích động. Qua thăm khám thì bệnh nhân bị sốt 40 độ C, huyết áp cao, có bệnh nền gói loạn lai bít máu, tiền căn gói loạn giấc ngủ và có nguy cơ té ngã cao. Và theo người nhà của bà kể lại, lúc mà bà TH vừa bước xuống sân bay được vài phút, với cái thời tiết nắng nóng, lập tức có biểu hiện sốc nhiệt, kích thích, nói nhảm, loạn thần, chạy lòng vòng ở trong sân bay. Người nhà ngay sau đó thì đã tìm cách đưa bà vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Sài Gòn để mà cấp cứu. Nhưng mà bà vẫn tiếp tục kích động, chạy lòng vòng và nói nhảm. Hình chụp MRI cho thấy bệnh nhân từng bị tổn thương não ở vùng tiểu não. Và sau một cái thời gian bảo vệ và người nhà tìm cách khống chế đưa vào khoa cấp cứu, thì thưa quý vị là các bác sĩ sau đó phải ôm bà để cho nhân viên điều dưỡng chích thuốc an thần, bớt kích động. Các bác sĩ khoa nội thần kinh nhận định bệnh nhân bị loạn thần không thực tổn do tác động của nhiệt và ánh sáng, không loại trừ tình trạng là sốt nhiễm trùng cấp trên bệnh nhân lớn tuổi và có di chứng nhồi máu não và tăng huyết áp. Cụ bà sau đó thì đã được tháo bỏ bớt các lớp áo len ở phía bên ngoài, làm mát tích cực, điều trị an thần, truyền dịch đủ nước và hạ sốt. Ngay lập tức thì bệnh nhân đã được chỉ định là xét nghiệm huyết học, sinh hóa và chụp thêm MRI sọ não để mà loại trừ nguy cơ đột quỵ cấp. May mắn là các chỉ số xét nghiệm không cho thấy tình trạng nhiễm trùng. MRI sọ não cho thấy bệnh nhân từng bị nhồi máu não bán cầu tiểu não trái. Hiện tại thì bệnh nhân cũng đã tỉnh táo, khỏe khoắn và đi lại bình thường.
Thưa cô bác anh chị và các bạn thân mến, khi mà chúng ta đã ở cái độ tuổi coi như là cũng khá là lớn tuổi rồi, mà mình còn đi đứng, di chuyển bằng máy bay mà với cái quãng đường nó khá xa như vậy nữa, thì chắc là mình cũng mệt lắm, có phải không quý vị? Hơn thế nữa là với cái môi trường khí hậu ở Việt Nam, nhất là những cô bác anh chị nào mà chúng ta đã từng có cái tiền sử bị bệnh nền, như là bị nhồi máu cơ tim nè. Ở đây Thái Võ chia sẻ thật luôn nha quý vị. Trước đó thì như Thái Võ đã từng nhắc đến một lần là ba của Thái Võ đó bị bệnh tim và phải vô bệnh viện tại một cái thị trấn nhỏ ở tỉnh bang BC để mà điều trị. Tại đây thì các bác sĩ chẩn đoán là ông bị máu nhiễm mỡ đó quý vị. Cuối cùng là phải mổ gấp, mổ xong cái là khỏi bệnh luôn. Ở Canada, trước đó thì để mà dẫn đến cái tình trạng là ông phải nhập viện như vậy là do cái thời gian trước đó thì ông cũng đã có các cái triệu chứng là hay bị mệt mỏi nè, bị đau tim. Quý vị biết là máu nhiễm mỡ thì có nghĩa là cái đường máu đó nó bị tắc nghẽn do là mỡ đóng ở trong cái thành ống máu. Chứ gì, đúng không? Thì nhiều lần như vậy, nhiều lần mà bị mệt như vậy, nhưng mà ông vẫn cứ cho qua. Ngày qua ngày thì nó nghiêm trọng hơn, ngày một nghiêm trọng hơn. Có lần thì cả gia đình bay từ Việt Nam bay về Vancouver, đi của hãng Cathay Hồng Kông đó quý vị. Khi mà xuống transit tại phi trường Hồng Kông, vậy mà ba ông đi từ cái đường dẫn mà của máy bay mà đi vào bên trong nhà ga chỗ cái ống lồng đó quý vị. Thì cái dốc ống lồng thì nó đâu có cao bao nhiêu, thường thường thì như mà mình mô phỏng thôi, thì tính từ ở dưới máy bay nối cái ống lồng đi lên trên nhà ga thì đâu đó thì nó chừng, mô phỏng là chừng vài bậc thang chứ gì. Nhưng mà cái dốc thì nó lài quý vị, nó lài chứ nó không có cao. Vậy mà ba của Thái Võ ông đi không nổi, vừa đi vừa ôm cái lồng ngực nè, coi như là nó bị đau đó quý vị. Bây giờ thì nói chung thì ba cũng mổ xong rồi, cũng khỏe rồi, 73 tuổi mà vẫn còn đi làm bình thường nha quý vị nha. Phải nói là cái nền y học của Canada một lần nữa đã hồi sinh cho ông có được cái sức khỏe tốt trở lại. Coi như là ông đã có được một cái đường máu mà coi như là mình gọi là thông tim rồi đó quý vị. À, hiện nay thì cô bác anh chị nào mà chúng ta thời gian sắp tới mà mình muốn về Việt Nam mình chơi thì cô bác anh chị mình cũng nên chú ý nha quý vị nha. Đối với các cái thủ tục nhập cảnh Việt Nam thì nó hết sức là bình thường rồi. Tuy nhiên thì để mà mua được cái vé máy bay giá tốt nhất, hợp lý nhất và rẻ nhất thì cô bác anh chị mình nên chọn mua vào tháng 5 và tháng 6 thì nó sẽ có cái giá rẻ và bình dân hơn so với cái giai đoạn lúc này. Đặc biệt là mình phải mua trước từ bây giờ nè. Nếu mà mình có kế hoạch muốn về Việt Nam thì ngay bây giờ mình đặt vé cho tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 7 là được rồi. Chứ mà gần tới đó là mình mua vé là vé nó cũng mắc nha quý vị nha. Cách đây mấy hôm thì Thái Võ có mua vé máy bay cho mẹ và em gái trở về Canada. Thì sẵn đây thì Thái Võ cũng xin chia sẻ cho những quý vị nào mà chúng ta cần mua vé chiều từ Việt Nam sang Canada. Thì vé là của hãng EVA của Đài Loan thì có lẽ thì nó là cái hãng bay mà có cái giá bình dân nhất rồi. Mấy hôm trước thì Thái Võ mua cho mẹ cái vé cuối tháng 3 do là mua cũng cận quý vị, 1.000 chẵn. Nói chung là cái giá đó thì cái chiều từ Sài Gòn đi Vancouver một chiều thì nó cũng là bình dân nhất rồi. Còn tháng 5, tháng 6 thì nó loanh quanh là đâu đó là chừng 6-700 gì đó, 6-700 đô Mỹ. Thì tháng 3 thì nó là khoảng 1.000 chẵn một chiều từ Việt Nam đi Vancouver. Còn tháng 4 thì cái giá nó cũng y như tháng 3. Còn tháng 5, tháng 6 thì bắt đầu nó rẻ hơn, nó còn có 600-700 gì đó một chiều, cũng là một chiều từ Sài Gòn đi Vancouver. Còn từ Sài Gòn cô bác anh chị mình muốn bay đi Los Angeles hoặc là San Francisco thì nó dao động là cũng chừng tầm 600-700 gì đó cho tháng 5, tháng 6 một chiều. Cho nên là Thái Võ nói là nếu mà bây giờ mình chọn đi Việt Nam hoặc là mình chọn từ Việt Nam nè, mình về nước mà mình sống một chiều thì cô bác anh chị chúng ta nên chọn cái dịp cận hè là sẽ có giá tốt nhất. Cận hè chứ không phải là hè nha quý vị. Hè thì cái giá nó sẽ cao à. Còn đối với vé máy bay 2 chiều nha quý vị, từ Los hoặc là từ San Francisco về Sài Gòn tháng 5, tháng 6 thì nó sẽ dao động ở cái mức là cũng là từ 600 cho đến 1.000 đô. Cái này là còn tùy vào cái ngày nào nữa quý vị. Nói chung là Thái Võ muốn cho cô bác anh chị mình chúng ta biết được là cái giá vé máy bay mà nó rẻ đó thì mình chỉ có chọn tháng 5 hoặc là tháng 6 thôi. Còn bây giờ thì cái giá nói chung là bây giờ hiện tại nè, nó vẫn còn cao, nó cũng cao nữa. Và mùa hè tháng 7, 8, 9, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì cái giá nó cũng sẽ cao luôn. Nó như vậy thôi. Ở Canada về Việt Nam thì ở phía Vancouver nha, thì nó cũng tương đối là giống với cái vé ở Cali về Việt Nam, như là San Francisco, Los Angeles hoặc là Seattle. Đi của hãng EVA Đài Loan thì nó sẽ có cái giá ok nhất.
Còn trước đây thì cô bác anh chị mình đi quen của cái hãng nào rồi thì mình cũng có thể mua cái hãng đó. Tuy nhiên thì Thái Võ muốn nhắc nhở quý vị là Thái Võ đã tìm kiếm hết rồi. Thật sự là mình muốn cái vé nó rẻ nè, nó bình dân nè, nó bình ổn nè, thì chỉ có đi của hãng EVA của Đài Loan thôi. Mặc dù là cũng cùng chung cái hãng bay của Đài Loan, nhưng mà quý vị biết là như là cái hãng China Airlines của Đài Loan đó thì nó lại mắc hơn quý vị. Rõ ràng là mẹ của Thái Võ có hai cái sự lựa chọn. Một là đi của EVA Air thì nó là 1.000 chẵng một chiều từ Việt Nam đi Vancouver. Còn của China Airlines cũng là của Đài Loan nhưng mà nó lại là 1.300 đô, nó chênh lệch 300 quý vị. Dĩ nhiên là mẹ sẽ chọn đi của EVA Air. Trước đó thì cũng có tham khảo của Hồng Kông nữa, của Cathay Pacific. Nhưng mà Hồng Kông thì nói chung nó cũng rẻ quý vị. Nhưng mà quý vị biết là cái thời điểm này nè mà chúng ta không nên tranh xiết Hồng Kông đâu. Thật ra thì nó cũng không có cái vấn đề gì. Nhưng mà nhiều khi mình sợ mất công mình quá cảnh ở cái phía bên đó rồi mình nhập cảnh vào Canada, người ta làm khó làm dễ mình, gắt gao hơn. Thì Hồng Kông Trung Quốc mà, nôm na là nó như vậy thôi. Cho nên là mẹ chọn đi của EVA cho nó ok. Trước đây thì vẫn đi của EVA, nhưng mà có lần thì cũng đi của Korean Air của Hàn Quốc. Thì cái giá nó cũng hơi cao, Korean Air của Hàn Quốc thì giá cũng cao. Bây giờ thì lại tiếp tục chọn đi của EVA Air thôi. Nói chung là ngày hôm nay thì đó là một số cái thông tin mà Thái Võ muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình. Chúng ta có thể được nghe, được biết và được nắm bắt sớm nhất. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, như thường lệ, quý vị hãy ủng hộ cho Thái Võ một like nha quý vị. Và một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì quý vị có thể share cái thông tin này, chia sẻ rộng rãi ra cho nhiều người họ có thể biết đến cái thông tin, cũng như là biết đến kênh Thái Võ Canada. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.